Ta cho vô, người ta nói là lần này đi giao hàng lỡ rồi không sao cả, cho vô. Vô đây các anh lập biên bản, các anh giữ lại. Các anh có thái độ hành hung là sao? Hành hung gì? Rồi đây, đây có bao nhiêu người thấy này? Đây này. Rồi này, đây ngoài kia người ta cho vô này, đây một chốt này. Ngoài kia có một chốt này. Đó. Em phải nói là rồi, rất là rõ ràng. Trong kia người ta cho em vô, đúng không? Đúng không? Còn bây giờ em mà tài xế thì anh làm việc với em. Đúng không? Sao nãy mày tao ghê lắm mà. Làm việc đây, cứ lập biên bản đây, ngoài kia cho vô này. Không tính tí là lập đi, tao mang biên bản ra ngoài kia tao nói chuyện. Rồi, ngoài kia có gì rồi, đâu. Chúc anh Hoàng đang làm việc cái này ha, anh đứng ra giùm. Ừ, làm đi. Anh đứng ra giùm. Một chốt thì cho vô, một chốt chặn lại là sao? Làm vậy khác gì gầy bẫy nhau? Mấy ở ngoài kia là chỗ nào chốt mặt? Đầu đường Nguyễn Xiển có chốt quá. Mà anh lỡ giao hàng thôi, em vô đi, em ra rồi ra. Vô không em đi. Nhưng mà giao ở đâu? Ở ngoài kia cho em vô. Em có mã QR đi đường không? Em nói với anh này, ở ngoài kia có một chốt, người ta cho vô, người ta nói là lần này đi giao hàng lỡ rồi không sao cả, cho vô. Vô đây các anh lập biên bản, các anh giữ lại. Các anh có thái độ hành hung là sao? Hành hung gì? Rồi đây, đây có bao nhiêu người thấy này? Đây này. Rồi này, đây ngoài kia người ta cho vô này, đây một chốt này. Ngoài kia có một chốt này. Đó. Em phải nói là rất là rõ ràng. Trong kia người ta cho em vô, đúng không? Đúng không? Còn bây giờ em là tài xế thì anh làm việc với em. Dạ. Đúng không? Sao nãy mày tao ghê lắm mà. Làm việc đây, cứ lập biên bản đây, ngoài kia cho vô này. Không tính tí là lập đi, tao mang biên bản ra ngoài kia, tao nói chuyện. Rồi, ngoài kia có gì đâu. Rồi, chúc anh Hoàng đang làm việc cái này ha. Anh đứng ra giùm. Ừ, làm đi. Anh đứng ra giùm. Một chốt thì cho vô, một chốt chặn lại là sao? Làm vậy khác gì gầy bẫy nhau? Ở ngoài kia là chỗ nào chốt mặt đầu đường Nguyễn Xiển có chốt quá mà anh lỡ giao hàng thôi em vô đi em ra rồi ra vô không em đi nhưng mà giao ở đâu ở ngoài kia cho em vô. Có mã QR đi đường không em nói với anh này ở ngoài kia có một chốt, người ta cho vô, người ta nói là lần này đi giao hàng lỡ rồi không sao cả, cho vô. Vô đây các anh lập biên bản, các anh giữ lại. Các anh có thái độ hành hung là sao? Hành hung gì? Rồi đây, đây có bao nhiêu người thấy này? Đây này. Rồi này, đây ngoài kia người ta cho vô này, đây một chốt này. Ngoài kia có một chốt này. Đó. Em phải nói là rất là rõ ràng. Trong kia người ta cho em vô, đúng không? Đúng không? Còn bây giờ em là tài xế thì anh làm việc với em. Đúng không? Sao nãy mày tao ghê lắm mà. Làm việc đây, cứ lập biên bản đây, ngoài kia cho vô này. Không tính tí là lập đi, tao mang biên bản ra ngoài kia, tao nói chuyện. Rồi, ngoài rồi. Kia có gì rồi, đâu. Rồi, chúc anh Hoàng đang làm việc cái này ha, anh đứng ra giùm. Ừ, làm đi. Anh đứng ra giùm. Một chốt thì cho vô, một chốt chặn lại là sao? Làm vậy khác gì gầy bẫy nhau? Mấy ở ngoài kia là chỗ nào chốt mặt? Đầu đường Nguyễn Xiển có chốt quá. Nhưng mà giao ở đâu?